Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Và lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, trời thương Phật độ, vận số cực may, cực đỏ, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, tiền tỷ về tay, đúng 6 tháng cuối năm 2024 âm lịch. Quang hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi và đồng hành cùng kênh Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý khán giả đông đầy hạnh phúc, gói trọn lộc tài, giữ mãi an khang, thắt chặt phú quý. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 thân mến, chúng tôi biết chúng tôi không phải thần thánh, không cho Ất Sửu được vàng bạc, tài lộc, giàu sang, nhưng chúng tôi có thể luận giải những việc sẽ xảy ra trong 6 tháng cuối năm 2024 để giúp Ất Sửu cải vận thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy sự giàu có từ chính đôi bàn tay mình. Mới đây nhất, dưới sự tính toán chi tiết của các bậc thầy tử vi và nhà chiêm tinh học, họ đã tiết lộ một phát hiện chấn động rằng những người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 sẽ có cơ hội bùng nổ, đổi đời ngoạn mục trong 6 tháng cuối năm 2024 nếu biết và tránh được những hiểm họa sau đây. Hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi theo dõi và khám phá ngay bây giờ quý khán giả nhé. Xét tổng quan vận trình tử vi 6 tháng cuối năm 2024 của tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Thời điểm 6 tháng cuối năm 2024, vận trình của người tuổi Ất Sửu được dự đoán đầy biến động và cả những sự phát triển không ngờ tới. 6 tháng cuối năm Ất Sửu được các sao tốt như Phúc Đức, Thái Âm che chở, lại thêm các thần ấn quang nâng đỡ, Ất Sửu dần thoát khỏi những tác động xấu trong thời gian trước đó. Tuy nhiên, cục diện phá thái tuế án ngữ khiến vận trình vẫn có không ít biến động, công việc tăng cả về khối lượng lẫn tính thử thách, Ất Sửu trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Tiến trình công việc vốn đang thuận lợi, có thể gặp trở ngại, cần có ý chí kiên định, quyết tâm cao độ mới vượt qua khó khăn. Đừng quên thành công không phải một sớm một chiều. Chỉ cần duy trì sự nỗ lực bền bỉ, kiên trì, cũng như chiến lược ứng phó linh hoạt, Ất Sửu mới có thể tận dụng triệt để cơ hội phát triển trong tương lai. Ngoài ra, Ất Sửu cũng nên khắc phục tính bảo thủ và bướng bỉnh của bản thân, giữ thái độ cởi mở và tích cực hợp tác với mọi người để tìm kiếm thêm cơ hội phát triển. Thu nhập có dấu hiệu tăng lên nhưng vẫn cần chú ý đến tiêu dùng tài chính. 6 tháng cuối năm nay vận trình tiềm ẩn nguy cơ, không nên mạo hiểm tham gia vào đầu cơ. Ất Sửu cần hành động thận trọng và linh hoạt với tình hình để bảo vệ thành quả của mình. 6 tháng cuối năm 2024, tuổi Ất Sửu nên giao tiếp và quan tâm nhiều hơn với các thành viên trong gia đình, đó chính là nền tảng để xây dựng một gia đình hòa thuận. Người độc thân nên tăng cường mở rộng các mối quan hệ bạn bè xã giao, kể cả công việc, để có thể tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp với mình. Điều quan trọng là phải duy trì những thói quen tốt và điều chỉnh cảm xúc để sẵn sàng đối phó tốt hơn với những thách thức và cơ hội đến trong cuối năm nay. Sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 trong 6 tháng cuối năm 2024. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Ất Sửu trong tháng 7 âm lịch. Tháng này, thái độ làm việc chăm chỉ và tích cực, chủ động đương đầu với thách thức của tuổi Ất Sửu sẽ đang mang đến cho bạn những thành quả xứng đáng trong tháng 7 âm lịch này. Nhờ sự cần mẫn của mình, bản mệnh thường được cấp trên giao phó trọng trách,
đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng, có sức ảnh hưởng không nhỏ trong tập thể. Bạn chịu được sức ép khó khăn đến đâu cũng không lùi bước nên mọi chuyện, rắc rối đến đâu cũng tìm được cách giải quyết, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, mọi thứ đều diễn ra êm thấm. Nguyệt lệnh Lâm Quan Đới mang đến cho con giáp này sự tự tin, tinh thần minh mẫn, tự chủ và khả năng làm việc độc lập tuyệt vời, đặc biệt với những ai đang giữ các chức vụ quản lý, chủ quản. Tháng này công việc càng thêm hanh thông, làm tới đâu chắc tới đó, giữ được uy tín với cấp dưới. Tuy nhiên, một điều hết sức lưu ý là thời điểm này, nếu muốn khởi nghiệp mở rộng lĩnh vực sự nghiệp, tuổi Ất Sửu nên tham khảo kinh nghiệm của người đi trước và đặc biệt là cần phải tuân theo những quy định, nguyên tắc trong ngành thì mới có cơ hội thành công cao hơn, nhất là khi tháng 7 âm là tháng cô hồn. Theo quan niệm dân gian, chỉ một vài sơ suất nhỏ hay chủ quan cũng có thể tạo ra bước ngoặt bất lợi cho vận trình thăng tiến của bạn. Tốt nhất bản mệnh hãy cẩn thận từ đầu để tránh mọi xui rủi có thể xảy ra. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Sửu trong tháng 7 âm lịch, tài vận của tuổi Ất Sửu trong tháng 7 âm lịch này không có điều gì quá lo ngại, thậm chí có người may mắn còn có thu nhập khởi sắc hơn cả trước đó. Cơ may trúng vé số không nhỏ, đặc biệt là thứ tài đang rất dượng, mạnh dạn đầu tư sẽ có lãi. Dù đang trong tháng cô hồn, sức mua có xu hướng chung là giảm sút, nhưng nếu tìm được con đường kinh doanh của riêng mình, bạn sẽ thấy cơ hội vẫn đang rất rộng mở. Dù có bất kỳ ý định đầu tư nào lúc này cũng cần phải hết sức cẩn thận. Trước đó, bản mệnh phải tính toán thật kỹ càng, điều tra thị trường cẩn thận, nắm được xu hướng hiện nay. Khi đã làm được tất cả những điều đó thì mới nên đổ tiền đầu tư. Tiền bạc không phải cứ nóng vội là sẽ kiếm được, đừng quá nóng lòng muốn cầm tiền ngay trong tay. Muốn tài lộc tăng tiến một cách bền vững và chắc chắn thì cách tốt nhất là con giáp này hãy cứ làm việc thật chăm chỉ và nỗ lực. Những bước tiến trên con đường sự nghiệp của bạn sẽ nâng tầm tài vận lên rất nhiều trong tháng 7 âm lịch này. Bản mệnh cần hết sức tránh xa các trò đỏ đen, đừng phó mặc tài lộc của mình vào vận may rủi kẻo tiền mất tật mang. Việc vay mượn tiền bạc trong tháng cũng nên hạn chế, thậm chí vay mượn tiền bạc để mở rộng kinh doanh là chưa phù hợp. Tại thời điểm này cho người không uy tín vay tiền cũng là một rủi ro. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Ất Sửu trong tháng 7 âm lịch, tin vui cho tuổi Ất Sửu trong tháng 7 âm lịch này là chuyện tình cảm đang tiến triển hết sức thuận lợi. Đặc biệt là những người độc thân có vận trình tình duyên vô cùng tốt đẹp, bạn sẽ có cơ may gặp được mảnh ghép còn lại đúng như tiêu chuẩn của mình. Hãy chủ động mở rộng mối quan hệ của mình rồi bản mệnh sẽ có thêm những niềm vui khi được trò chuyện với người tâm đầu ý hợp. Tình cảm của các cặp vợ chồng không xảy ra biến cố gì quá lớn, nhưng việc thiếu tương tác, mãi mê lo cho việc của riêng mình đang dần tạo ra khoảng cách giữa cả hai bạn. Cứ nghĩ mối quan hệ này đang rất ổn định nhưng thực ra đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. Do đó, con giáp này cũng như người ấy cần phải chú ý hơn trong việc dành thời gian để chia sẻ tâm sự những vấn đề trong cuộc sống cùng với nửa kia. Cách làm này có thể giúp tăng sự kết nối giữa hai người hơn. Ngoài ra, vợ chồng bạn cũng đừng quên dành thời gian để hâm nóng tình cảm, tạo sự kết nối cả về thể chất và tâm hồn. Người độc thân nếu tích cực tham gia các hoạt động xã giao nhiều hơn, sẽ có khả năng tìm được nhân duyên ưng ý cho mình. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Sửu trong tháng 7 âm lịch, tháng này, tuổi Ất Sửu nên cân bằng việc nghỉ ngơi và làm việc để cuộc sống lành mạnh và đảm bảo sức khỏe. Hãy tập thói quen tốt này để đảm bảo một cơ thể khỏe mạnh. Còn nếu cứ mãi mê với công việc thì sẽ khiến cơ thể của bạn lao lực, tinh thần uể oải, thường xuyên mỏi mệt. Như vậy thì dù có bao nhiêu lý ý tưởng, bao nhiêu mục tiêu, bản mệnh cũng chẳng thể thực hiện được với một cơ thể yếu đuối như vậy. Đặc biệt là trong tháng cô hồn này, tinh thần lạc quan và minh mẫn rất quan trọng vì nó giúp cho con giáp này khỏe mạnh hơn, sức đề kháng tốt hơn để chống đỡ bệnh tật, nhất là những bệnh theo mùa như cảm, sốt xuất huyết, sốt phát ban, từ đó giữ được suy nghĩ tỉnh táo, hạn chế sai sót có thể xảy ra. Bạn có thể nuôi dưỡng tinh thần của mình thêm phần khỏe mạnh bằng việc đọc sách và thường xuyên tập luyện thể thao, cũng như duy trì một chế độ ăn uống hợp lý. Sẽ rất tốt cho sức khỏe. Khi bản mệnh chăm sóc cơ thể từ bên trong cho đến bên ngoài thì chẳng còn phải lo lắng gì nữa về các vấn đề liên quan tới cơ thể. Tử vi tháng 8 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Ất Sửu trong tháng 8 âm lịch,
Tháng này tuổi Ất Sửu hãy tự tin phát huy những điểm mạnh của mình. Bạn sẽ dễ dàng gây ấn tượng với mọi người xung quanh, trở thành một điểm sáng trong tập thể, khiến lãnh đạo phải chú ý và tạo cơ hội để cất nhắc. Cục diện tam hợp đem tới nhiều điểm sáng cho công việc của bản mệnh. Bạn phát huy được ưu điểm của mình như tập trung nghiêm túc, có trách nhiệm nên tránh được nhiều sai sót, luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, thậm chí dẫn dắt mọi người cùng vượt qua được khó khăn. Chắc chắn lãnh đạo sẽ rất ấn tượng với những việc con giáp này đã làm và sẵn sàng dành cho bạn cơ hội để khẳng định bản thân, tương lai giữ một vị trí cao hơn trong tập thể. Với người làm lãnh đạo, bạn tạo dựng được cái uy của mình, nên dễ nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của nhân viên cấp dưới. Hãy mạnh dạn bắt tay vào hiện thực hóa các kế hoạch của mình. Bạn hoàn toàn có thể dẫn dắt tập thể đạt được bước phát triển mới đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, dù có gặt hái được thành công hay được đánh giá cao đến mức nào, bản mệnh cũng không được cho mình cái quyền kiêu căng, coi thường người khác, bởi hung tinh vẫn luôn rình rập, chỉ chờ bạn sơ sẩy là rắc rối sẽ xảy ra. Con giáp này nên chú ý đến cách hành xử với mọi người xung quanh, đặc biệt cần nói năng cẩn trọng, có cách ứng xử linh hoạt, phù hợp với những tình huống khác nhau. Tuổi Ất Sửu không nên tỏ vẻ coi thường người khác, coi thường những công việc quen thuộc, kẻo sẽ rất dễ vướng vào những khúc mắc không đáng, khiến cho hình tượng của bản thân bị ảnh hưởng. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Sửu trong tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch này, con đường tài lộc của tuổi Ất Sửu cũng có những điểm sáng đáng kể. Bạn có thể thu tiền về đầy túi, không phải lo đến chuyện chi tiêu. Với người làm công ăn lương, những thành tích cao trong sự nghiệp giúp bạn sở hữu một túi tiền rủng rỉnh, chắc hẳn chẳng có lãnh đạo nào lại keo kiệt, không dành phần thưởng cho một nhân viên xuất sắc như bạn. Cầm khoản tiền hậu hĩnh trong tay, bản mệnh lại càng cảm thấy có động lực hơn và tiếp tục cống hiến không ngừng nghỉ. Với người làm ăn kinh doanh, bạn tạo dựng được thương hiệu của mình, khiến khách hàng tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của bản thân, nên ai mua một lần rồi cũng sẽ muốn quay lại. Con giáp này có một đội ngũ khách hàng thân thiết và trung thành, nên khoản tiền thu vào túi lúc nào cũng ổn định, không phải sợ hãi trước sự cạnh tranh của đối thủ. Tuy nhiên, cũng có những lúc tuổi Ất Sửu cần để ý đến cách hành xử của mình, chớ nên cư xử một cách cứng nhắc hoặc chủ quan, coi thường những công việc đã quá quen thuộc. Mọi điều bất trắc vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì thế cứ cẩn thận vẫn hơn. Tháng này, tình trạng sức khỏe suy giảm, khiến cho bản mệnh phải tốn thêm một khoản tiền chạy chữa. Do đó, tốt nhất khi cầm tiền trong tay, bạn chớ nên tiêu xài hoang phí, hãy luôn để dành một khoản dự phòng cho những tình huống bất ngờ, để khi sự cố không mong muốn xảy ra, bạn sẽ không rơi vào cảnh bị động. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Ất Sửu trong tháng 8 âm lịch. Phương diện tình cảm của tuổi Ất Sửu trong tháng 8 âm lịch này có những dấu hiệu phát triển tốt đẹp. Bạn được tận hưởng hạnh phúc nên tâm trạng lúc nào cũng thoải mái, vui vẻ, đem niềm vui đến cho mọi người. Với người còn độc thân, bản mệnh ngày càng tự tin hơn nên sẵn sàng là người chủ động. Phong thái của bạn cũng thu hút được sự chú ý của nhiều người xung quanh. Tháng này, bạn có nhiều cơ hội tìm được người phù hợp với mình. Đôi bên hãy dành thời gian trò chuyện, tìm hiểu nhau. Rất có thể mối quan hệ của hai người sẽ bước sang một trang mới. Ngoài ra, con giáp này cũng có thể được người thân quen giới thiệu cho một vài đối tượng triển vọng. Hãy mở lòng mình để có thể đón nhận hạnh phúc, bởi biết đâu đó chính là người bạn vẫn luôn chờ đợi. Với những người đã lập gia đình, mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng khăng khít hơn. Hai người có suy nghĩ ngày càng chín chắn nên không còn tranh cãi với nhau vì những chuyện nhỏ nhặt nữa. Càng may mắn hơn, đôi bên còn là chỗ dựa vững chắc của nhau, truyền động lực để cùng nhau tiến về phía trước. Những khó khăn bất chợt xuất hiện cũng không còn quá đáng sợ, bởi bạn biết nửa kia sẽ là hậu phương vững chắc, đem lại cho mình niềm tin và sự dũng cảm đối diện với những điều chưa biết trước. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Sửu sinh tháng 8 âm lịch. Tháng này, dù các phương diện khác trong cuộc sống đều có dấu hiệu phát triển đi lên, song tình trạng sức khỏe của tuổi Ất Sửu lại đang dần suy giảm. Con giáp này cần nhắc mình duy trì lối sống điều độ, chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao hơn, không nên làm việc quá sức kẻo ngã bệnh. Hung tinh Bạch Hổ xuất hiện là dấu hiệu cảnh báo bản mệnh có thể vướng vào họa huyết quan trong tháng này. Vì thế, bạn cần đặc biệt cẩn thận khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, tránh làm việc khi mệt mỏi thiếu tập trung kẻo gây ra sự cố đáng tiếc. Khi cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi bất thường, tuổi Ất Sửu cũng không nên giấu bệnh mà cần sắp xếp thời gian đi khám ngay.
Phát hiện bệnh càng sớm thì quá trình chữa trị càng đơn giản, nhanh chóng và ít tốn kém hơn. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Ất Sửu trong tháng 9 âm lịch, tháng này, cục diện tương hình sẽ mang tới nhiều rắc rối không mong muốn cho tuổi Ất Sửu. Bạn sẽ phải chịu nhiều áp lực do sự nghiệp mang lại, khiến cho tinh thần luôn rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi, do muốn khẳng định vị thế của bản thân, gây ấn tượng cho lãnh đạo và đồng nghiệp, nên bạn luôn xung phong nhận những công việc khó khăn. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu thì bản mệnh không thể lường trước những vướng mắc mà mình sẽ gặp phải, vì thế mà quá trình thực hiện thường xuyên gặp rắc rối, trở ngại, thậm chí có kẻ phá đám. Thời điểm này, bạn phải nhận thức rõ năng lực và vị thế của mình, tự tin là tốt, song chớ nên quá ảo tưởng về bản thân cũng như quá cứng đầu, cứng cổ, không chịu nghe theo ý kiến của người khác. Con giáp này chớ nên tự tách mình ra khỏi tập thể, dù khó khăn cũng không muốn nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Tuy nhiên, xét về mặt tích cực thì khó khăn, thử thách chính là yếu tố không thể thiếu nếu tuổi Ất Sửu muốn rèn luyện bản thân trở thành một người xuất sắc và bản lĩnh hơn. Dưới tác động của cục diện nguyệt lệnh lâm dưỡng, chỉ cần bạn luôn chăm chỉ, cần cù, không đầu hàng trước khó khăn thì ắt sẽ tìm ra hướng đi phù hợp cho công việc. Lại thêm các tinh thiên đức phù trợ, bạn hoàn toàn có năng lực chuyển nguy thành an dưới sự giúp đỡ của mọi người và sự quyết tâm của chính bản thân mình. Tháng 9 âm lịch này, bản mệnh nên nhận ra đâu là thời điểm thích hợp để phát huy sức mạnh của tập thể, nên tự cô lập bản thân. Sức mạnh tập thể sẽ khiến cho mọi việc được giải quyết nhanh chóng và dễ dàng hơn nhiều. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Sửu trong tháng 9 âm lịch, tháng 9 âm lịch này, phương diện tài lộc của tuổi Ất Sửu có dấu hiệu nhích nhẹ, song chưa thực sự rõ ràng, chủ yếu là do phải chịu tác động của cục diện tương hình. Người làm ăn kinh doanh đam mê kiếm tiền, luôn rất cố gắng để tìm ra hướng đi mới cho công việc, nhưng dường như mọi thứ không thể suôn sẻ ngay lập tức được. Bạn thường dễ gặp phải trở ngại do bản tính quá mức cứng cỏi, độc lập, tự cô lập bản thân, không xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với người khác. Nếu có thời gian rảnh, con giáp này nên bình tĩnh ngồi lại để nhìn nhận bản thân xem mình có khuyết điểm nào cần phải khắc phục. Bạn chớ nên đánh giá bản thân mình quá cao, mà lại hạ thấp mức độ khó khăn của những vấn đề mình đang và sẽ gặp phải. Chỉ khi nhìn nhận rõ thực tế trước mắt, con giáp này mới có thể đưa ra những phương án làm giàu phù hợp. Nguyệt lệnh lâm dưỡng và các tinh thiên đức cho thấy tình hình tài chính của người làm công ăn lương tăng tiến hơn trước, chủ yếu là nhờ bạn đã làm việc chăm chỉ, tích cực. Chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ đang làm, không chịu đầu hàng trước khó khăn, thì tuổi Ất Sửu sẽ khiến cấp trên đánh giá cao và quyết định dành cho bạn một phần thưởng mang tính khích lệ. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Ất Sửu trong tháng 9 âm lịch, tháng này, phương diện tình duyên của tuổi Ất Sửu phủ màu ảm đạm, bởi quan hệ vợ chồng xã giao của bạn không được thuận lợi như ý muốn, cục diện tương hình khiến cho bản mệnh luôn phải chịu nhiều điều muộn phiền, áp lực, song bạn lại thường giữ trong lòng chứ không muốn chia sẻ với nửa kia. Bạn còn thường xuyên trút những cơn giận dữ của mình lên đầu người ấy, khiến cho bầu không khí gia đình luôn căng thẳng một cách không cần thiết. Con giáp này cần học cách tin tưởng vào nửa kia của mình nhiều hơn, chớ nên tự cô lập bản thân với cả những người thân yêu nhất. Nếu chia sẻ với vợ chồng mình, bạn sẽ cảm thấy tinh thần được nhẹ nhõm, thoải mái hơn. Người ấy cũng có cơ hội chia sẻ gánh nặng với bạn, giúp bạn tìm ra hướng giải quyết công việc phù hợp. Với người độc thân, dường như bạn vẫn chưa quên được mối quan hệ trong quá khứ, nên bạn không muốn mở lòng với người khác. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Sửu trong tháng 9 âm lịch, tháng này sức khỏe của tuổi Ất Sửu khá ổn định, bạn gần như không mắc phải bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào. Dù công việc đôi khi khiến bạn cảm thấy căng thẳng, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi phù hợp thì không có gì đáng lo ngại. Thời điểm này, bạn chủ yếu duy trì việc rèn luyện sức khỏe đều đặn, không nên viện lý do để nghỉ ngơi, ngồi yên một chỗ. Việc vận động thường xuyên cũng có tác dụng cải thiện tinh thần, giúp bạn minh mẫn hơn trong giải quyết công việc. Trong lĩnh vực ẩm thực, con giáp này cũng nên hạn chế ăn một nhóm thực phẩm nào đó quá nhiều. Hãy có chế độ dinh dưỡng cân bằng và đầy đủ để cơ thể luôn tràn đầy sức sống. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Xét về phương diện công danh,
sự nghiệp của tuổi Ất Sửu trong tháng 10 âm lịch. Tháng này, phương diện sự nghiệp của tuổi Ất Sửu nhiều trắc trở, sự cố liên miên khiến cho bạn khá đau đầu. Nguyệt lệnh lâm đất mộ cho thấy vận trình của bản mệnh khó bề được như ý. Công việc sẽ gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại, vừa phải chịu những thách thức lớn từ bên ngoài, lại vừa phải giải quyết những áp lực lớn từ bên trong. Điềm báo tử vi còn cho thấy cạnh tranh ngày càng gay gắt, lại có tiểu nhân quấy phá do ảnh hưởng của thiên cẩu hung tinh, dù con giáp này muốn yên ổn làm việc cũng khó. Tiểu nhân đang không ngừng tìm cách phá hoại khiến cho công sức của bạn không được công nhận, dễ vướng phải những sai sót không đáng có. Lúc này, bạn càng cần phải tập trung vào công việc chính của mình, nếu không sẽ rất dễ bị lôi kéo vào những chuyện bao đồng, quá nhiều vấn đề bủa vây khiến cho tuổi Ất Sửu đâm ra tự nghi ngờ bản thân. Có những lúc bản mệnh còn chông chênh, không biết mình nên theo đuổi điều gì, nhưng nếu đánh mất bình tĩnh vào thời điểm này, bạn sẽ càng dễ mắc sai lầm nghiêm trọng hơn, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của cấp trên với bản thân. Trong tình hình này, bạn cần phải thay đổi cách nói chuyện, ứng xử của mình. Sự cố chấp, khô khan sẽ khiến bạn bỏ lỡ nhiều cơ may. Đừng cứ mãi tự than thân trách phận, đổ lỗi cho hoàn cảnh, suy nghĩ tiêu cực mà không tự nhìn nhận lại bản thân, dũng cảm đối mặt. Việc đó chỉ khiến bạn càng lâm vào trạng thái bế tắc trong công việc. Hãy luôn bình tĩnh, giữ vững vị trí công việc và kiên trì nỗ lực tiến lên, thì tất cả mọi sóng gió sẽ nhanh chóng qua đi. Các tinh tả phù và hữu bật luôn sát cánh để giúp đỡ tuổi Ất Sửu đạt được thành công như mong đợi sau khi bạn đã kinh qua những thử thách trước đó. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Sửu trong tháng 10 âm lịch, đường tài lộc của tuổi Ất Sửu trong tháng 10 âm lịch này khá ảm đạm, không có nhiều biến động, trong một tháng không có tài tinh chiếu mệnh. Do công việc trong tháng này gặp nhiều trở ngại, nên thu nhập của bạn khó được cải thiện như mong muốn. Người làm công ăn lương tạm hài lòng với mức thu nhập hiện tại, bởi sức lực có hạn, nên bạn chấp nhận làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Không tham vọng quá nhiều khi bạn hiểu rằng, thời cơ thay đổi vẫn chưa tới thì có cố cũng là vô ích. Người kinh doanh cần chú trọng tìm hiểu về chất lượng sản phẩm để tạo dựng uy tín, thay vì chỉ chú ý về cạnh tranh giá cả. Thời điểm này, bạn cần bình tĩnh, cẩn thận trong đầu tư. Đặc biệt, sự xuất hiện của thiên cẩu hung tinh là điểm báo có tiểu nhân lừa gạt. Đối phương có thể lợi dụng sự thật thà, lương thiện của con giáp này để nói lời phỉnh nịnh, hòng cướp đoạt tiền của, tài sản của bạn. Do đó, tuổi Ất Sửu không thể quá cả tin và suy nghĩ đơn giản khi hùn vốn hợp tác làm ăn, nhất là với người mới quen biết. Tháng này bạn dễ thâm hụt ngân sách, nên cũng cần cẩn trọng trong quản lý tài chính cá nhân. Tài lộc trong tháng này của con giáp này nói chung chìm nổi, dễ bị phân tán nên cần hết sức cẩn thận. Nếu có ý định đầu tư vào một dự án mới nào đó, bản mệnh cũng cần rà soát hợp đồng, giấy tờ, văn bản pháp lý thật kỹ càng, tránh phạm sai lầm. Nhẹ thì bỏ tiền túi đền bù thiệt hại, nặng sẽ dính dáng tới kiện tụng pháp luật. Nếu muốn cải thiện thu nhập của mình, bạn cần phải lên kế hoạch chi tiết và hành động quyết liệt. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Ất Sửu trong tháng 10 âm lịch, vận trình tình cảm của tuổi Ất Sửu trong tháng 10 âm lịch này ngày càng rối ren, phức tạp hơn. Vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi vì nhiều chuyện bất đồng quan điểm, khiến cho mọi lý lẽ đều trở nên vô lý. Đôi bên không thể giải quyết được tranh chấp nếu không biết nhường nhịn lẫn nhau. Lúc này, cả hai nên dành nhiều thời gian để chia sẻ và cùng tìm giải pháp hóa giải sẽ tốt hơn là im lặng hay chiến tranh lạnh. Nếu muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình, thì bản mệnh cần phải hạ bớt cái tôi cá nhân xuống, chịu xuống nước chủ động làm lành, sau đó giải thích cho đối phương hiểu và thông cảm thì ra gia đình mới mong êm ấm. Tình trạng của người độc thân cũng chẳng có gì khởi sắc, dù đã dành thời gian hẹn hò, gặp gỡ nhiều đối tượng, nhưng chưa ai thực sự khiến bạn rung động. Có lẽ tổn thương trong quá khứ vẫn hằn sâu trong tâm trí, khiến cho con giáp này khó mở lòng với người khác. Tuổi Ất Sửu tháng này hãy dành thời gian dung dáng nhiều hơn cho mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Sửu trong tháng 10 âm lịch, tháng này, tinh thần áp lực và căng thẳng kéo dài, khiến cho sức khỏe của tuổi Ất Sửu đi xuống. Những vấn đề về tâm lý gây ra những triệu chứng khó chịu như mất ngủ, ăn uống khó tiêu, bị đau dạ dày. Tình trạng này nếu không sớm được giải quyết dứt điểm sẽ rất có hại cho cơ thể của bạn. Do đó, con giáp này nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Hãy tìm cách cân bằng được thời gian làm việc và nghỉ ngơi, có như vậy sức khỏe mới đảm bảo. Ngoài ra, trong tháng có thiên cầu hung tinh hoành hành,
bản mệnh chú ý đi đứng cẩn thận, phòng tai nạn xe cộ bất ngờ. Trong thời điểm mùa thu này, bạn cũng nên chú ý dưỡng sinh để tăng cường sức khỏe và tăng khả năng phòng chống bệnh tật. Bên cạnh đó, cảnh mùa thu dễ gợi cảm xúc buồn thương, nên tâm trạng dễ bực tức, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Bạn cần giữ tinh thần thoải mái, lạc quan để dễ dàng cân bằng âm dương, tránh xa bệnh tật rồi. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Ất Sửu trong tháng 11 âm lịch. Sự nghiệp của tuổi Ất Sửu tháng này có những bước tiến đáng mừng do có sự phù trợ của nhị hợp. Bạn tự xác định được đích đến chính xác cho mình và cố gắng hết sức vì điều đó. Chính vì vậy mà việc gặt hái được thành công cũng không có gì ngoài dự kiến. Thời điểm này, bản mệnh biết cách lập kế hoạch cho công việc, nên làm việc gì cũng tuần tự từng bước. Dù công việc có nhiều đến mấy cũng không rơi vào cảnh bối rối, không biết làm việc gì trước, việc gì sau. Thậm chí, phong cách làm việc khoa học của con giáp này có thể trở thành tấm gương cho nhiều đồng nghiệp xung quanh học hỏi. Bên cạnh đó, tháng này bạn còn hợp tác tốt với đồng nghiệp, nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực mà công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể giải quyết một cách nhanh gọn và thuận lợi. Nếu làm lãnh đạo, bạn có khả năng gắn kết mọi người, đưa cả tập thể đi tới thành công. Tuy nhiên, công việc của bản mệnh cũng không chỉ có toàn những điều thuận lợi, có điều yếu tố cản trở không đến từ bên ngoài, mà đến từ chính bản thân bạn. Nguyệt lệnh lâm mộ cho thấy, con giáp này vẫn thường quá bảo thủ, cứng nhắc trong cách nghĩ, cần nhiều thời gian mới có thể tiếp nhận được những điều mới mẻ. Vì thường khăng khăng làm theo ý mình, nên bạn dễ phức tạp quá mọi việc. Vì thế, dù có đứng ở vị thế nào đi chăng nữa, tuổi Ất Sửu cũng cần lắng nghe góp ý của mọi người xung quanh nhiều hơn. Có thể người ngoài sẽ đưa cho bạn những gợi ý mà bạn chưa hề nghĩ tới. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Sửu trong tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch này, chuyện hợp tác làm ăn của tuổi Ất Sửu tiến triển thuận lợi. Nhờ vậy mà túi tiền của bản mệnh cũng trở nên rủng rỉnh hơn. Bạn có thể khắc phục được những khó khăn trước đó và không phải lo lắng gì nhiều về lĩnh vực chi tiêu trong khoảng thời gian tiếp theo. Đây là thời điểm mà người làm ăn kinh doanh nên nhanh chóng ký kết hợp đồng, xây dựng quan hệ với khách hàng đối tác. Con giáp này giữ được chữ tín thì sẽ khiến nhiều người cảm thấy tin tưởng, quyết định hợp tác lâu dài hoặc giới thiệu thêm cho bạn những mối làm ăn mới. Cơ hội làm ăn tới tấp khiến tuổi Ất Sửu nhanh chóng thu được một khoản tiền lời lãi khả quan. Người làm công ăn lương cũng có thể hưởng một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá cho những cố gắng trong công việc của mình. Đó là khoản tiền khích lệ của lãnh đạo đối với bạn, để bản mệnh có thêm động lực tiếp tục cống hiến trong tương lai. Tuy nhiên, do có ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ, nên con giáp này cũng vẫn cần cẩn trọng trong công việc, chớ nên chủ quan, ngay cả trong những nhiệm vụ quen thuộc. Tuy phấn đấu làm giàu, nhưng bạn vẫn cần phải chú ý đến cách ứng xử với mọi người xung quanh. Đừng nên có những hành động quá nóng nảy, bốc đồng trong quá trình giành giật cơ hội. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Ất Sửu trong tháng 11 âm lịch. Tháng này, nhị hợp đem lại tác động tích cực cho đời sống tình cảm vợ chồng của tuổi Ất Sửu. Đôi bên đã biết cảm thông, thấu hiểu hơn cho nhau, đồng thời nhận rõ trách nhiệm của mình với gia đình, nên luôn cùng nhau xây dựng mái ấm. Chuyện mâu thuẫn, tranh cãi cũng giảm rõ rệt. Nếu có thời gian rảnh rỗi, bạn và người ấy nên tìm cách hâm nóng tình cảm đôi bên, như cùng tham gia một bữa ăn lãng mạn hoặc cùng đi nghỉ dưỡng ở đâu đó. Trong khoảng thời gian một vài ngày, chắc hẳn hai người sẽ có thêm những kỷ niệm quý giá, khiến cho tình cảm đôi bên ngày càng gắn kết hơn. Tháng này, bách diệt cát tinh cũng khiến cho vận trình tình duyên của người độc thân trở nên rực rỡ hơn hẳn. Nhiều người xung quanh nhận ra ưu điểm của bạn, nên đều muốn kéo gần khoảng cách với con giáp này. Nếu bản mệnh cũng đang có nhu cầu tìm một người chia sẻ, thì nên mở lòng với mọi người nhiều hơn, bắt đầu từ việc nhắn tin qua lại, hỏi han quan tâm đến nhau. Khi được quan tâm chăm sóc, tuổi Ất Sửu cũng nên nhớ đừng giữ quan hệ mập mờ với quá nhiều người, bởi như vậy thì tương lai bạn dễ vướng phải nhiều rắc rối khó giải quyết, thậm chí khiến những người thật lòng với mình phải chịu tổn thương. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Sửu trong tháng 11 âm lịch. Tình hình sức khỏe của tuổi Ất Sửu trong tháng 11 âm lịch này nhìn chung ổn định. Bạn nên tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh, hãy luyện tập thể dục thể thao, chớ bắt bản thân làm việc quá sức. Chỉ khi bạn giữ được sức khỏe, đầu óc tỉnh táo thì làm việc mới có hiệu quả cao.
Tử Vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Ất Sửu trong tháng 12 âm lịch. Trong tháng Cũ Mật, tức tháng 12 âm lịch này, người tuổi Ất Sửu được dự báo phải đối mặt với nhiều biến động trong chuyện công việc. Vận trình có thăng có trầm, đòi hỏi bạn phải thận trọng và nỗ lực nhiều hơn mới mong tìm được hướng đột phá cho mình. Tuy có nguyệt lệnh lâm quan đới, nhưng mức độ ảnh hưởng chưa cao nên con giáp này vẫn phải tự thân vận động, bỏ ra nhiều sự cố gắng hơn, chứ không thể dựa dẫm vào vận may. Thời điểm cận kề đón Tết, tốt nhất bạn nên hoàn thiện mục tiêu đã đề ra, làm tốt nhiệm vụ được giao thay vì chạy theo quá nhiều lĩnh vực cùng lúc. Vì là tháng cuối năm, nên cảm giác tất bật sẽ hiện rõ, hiệu suất có tốt hay không còn tùy thuộc vào sự tập trung và nỗ lực của bản mệnh tới đâu. Đừng vì ham công tiếc việc mà ôm đồm nhiều thứ, vì bạn sẽ không thể làm xuể, và tháng này bạn nên hạn chế xử lý những việc lớn. Tháng này, tuổi Ất Sửu chịu tác động bất lợi từ hung tinh Thái Tuế, thêm cả thiên quan nhập mệnh xuất hiện, điềm báo có thể bị ganh đua ghen ghét, đặt điều thị phi từ tiểu nhân hoặc đối thủ. Do đó, bản mệnh càng nên thận trọng hơn để mọi việc được hoàn thành một cách ổn thỏa. Yên tâm đón Tết, bạn có thể sẽ phải làm thêm giờ hoặc mang việc về nhà để giải quyết. Gặp khó khăn cũng đừng vội vã từ bỏ, bởi công sức mà con giáp này bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Nếu có thể kiên trì tới cuối tháng, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng và nhận những lời khen từ cấp trên. Có thể tuổi Ất Sửu còn được một phần thưởng hậu hĩnh nữa. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng trước lời nói và biết kiểm soát cảm xúc của mình, không nên tự cao quá mức để tránh những rắc rối không đáng có. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Sửu trong tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch này, tuy công việc vẫn còn nhiều mối lo toan sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới thu nhập của tuổi Ất Sửu, bạn cũng có thể cảm thấy vận may không ở bên mình. Nhưng yên tâm là về mặt tài chính thì vẫn ổn, đủ để chi tiêu cho bản thân và gia đình trong tháng cuối năm với đủ chuyện phải lo này. Tháng này, dù không có tài tinh chiếu mệnh nhưng tình hình tài chính của bản mệnh không quá ảm đạm, cũng bởi bạn luôn có những khoản tích lũy dự phòng. Nên kể cả không có khoản thu đáng kể nào trong tháng này thì mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Tới cuối tháng, người làm công ăn lương có thể sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi các khoản lương thưởng Tết bắt đầu đổ về túi. Tình hình khó khăn sẽ được giải quyết phần nào, bạn cũng có thêm khoản tiết kiệm cho các kế hoạch sau Tết. Với người kinh doanh, tình hình buôn bán tất bật trong cả tháng Chạp đòi hỏi con giáp này phải có sự thích nghi nhanh chóng, luôn quan sát biến động thị trường để kịp thời đưa ra phương án điều chỉnh phù hợp, có như vậy lợi nhuận mới đổ về túi. Song, tuổi Ất Sửu cũng đừng vội ra những quyết định đầu tư vội vàng, dù lúc này nóng lòng muốn gia tăng tài sản, thu nhập thì vẫn phải đợi thời điểm thích hợp hơn, bạn nên học cách đánh giá tình hình cẩn thận và khôn ngoan hơn. Do là tháng 12 âm lịch này cận kề Tết Nguyên Đán, nên nhu cầu sắm sửa tăng cao, tốt nhất tuổi Ất Sửu nên kiểm soát việc chi tiêu của mình. Tết nhất có nhiều thứ phải sắm sửa, nhưng đừng quên kinh tế của bạn vẫn cần phải cố gắng nhiều nên chưa thể phung phí. Ở thời điểm này, làm ăn hùng hạp nên tìm hiểu kỹ kẻo bị lừa gạt. Xét về phương diện duyên, gia đạo của tuổi Ất Sửu trong tháng 12 âm lịch. Thời điểm cuối năm tháng Chạp này là khoảng thời gian khá bận rộn của tuổi Ất Sửu. Cũng chính vì do đó mà con giáp này có thể không có thời gian để vuông vén cho chuyện tình cảm cá nhân. Mối quan hệ nguội lạnh, vợ chồng dễ có sự xa cách, những khúc mắc trong công việc cũng khiến cho trạng thái tinh thần của bản mệnh trở nên rất nhạy cảm. Nếu không kiểm soát được cảm xúc của mình mà cáu giận vô lối, sẽ khiến mối quan hệ tình cảm khó bền vững. Bạn nên cố gắng giữ gìn hòa khí để đón một cái Tết thật ấm cúng. Tình hình cũng không khá hơn là mấy với người độc thân, chuyện tình cảm của con giáp này vẫn chưa đâu vào đâu, đa phần đều bận rộn với dòng xoáy của công việc, cuộc sống, nên không có nhiều thời gian dành cho chuyện tình cảm. Một số người vì vết thương lòng quá lớn tới mức khép chặt trái tim, sợ phải chịu tổn thương thêm lần nữa. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Sửu trong tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch này, sức khỏe của tuổi Ất Sửu cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Thổ khí cực dưỡng khiến cho thể trạng và tinh thần của bản mệnh trở nên yếu hơn bình thường. Cuộc sống bận rộn khiến bạn dễ bỏ bê việc chăm sóc cơ thể, càng không có thời gian để rèn luyện thể dục, thể thao. Tuy nhiên, bận rộn chỉ luôn là cái cớ. Nếu bạn không xây dựng lối sống khoa học thì sẽ chẳng có đủ thể trạng sung mãn để làm điều mình muốn. Bên cạnh đó,
Con giáp này cũng nên chú ý tìm cách giải tỏa tinh thần để hạn chế tình trạng quá tải vì đầu óc mãi lo nghĩ công việc và các vấn đề trong cuộc sống. Quý vị thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, trong 6 tháng cuối năm 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những video tiếp theo.